Ớn lạnh với clip chủ gánh bún vỉa hè gần 20 năm đổ đồ thừa của khách ngược lại vào nồi. Ngày xưa có niêu cơm thạch xanh, cơm vơi rồi lại đầy. Ngày nay có nồi nước lèo thần kỳ bán từ buổi sớm mơi tới chiều tà vẫn không hề cạn. Bí quyết nằm ở đôi mắt tinh anh và đôi bàn tay khéo léo của cô chủ gánh bún. Theo đó, khách nào ăn xong còn thừa lại phần nước cặn, cô đảo mắt một vòng đầy tinh tường, sau đó đổ ngược tô nước đó vào lại trong nồi, khi đã xác định không có ai nhìn thấy. Tiếp đến, vì muốn tô bún càng thêm đậm đà ngày này qua ngày nọ, nên cô chủ gánh bún chỉ tráng sơ tô bún qua thau nước, được dùng đi dùng lại nhiều lần từ sáng tới chiều. Thế nên cả phần hình thức lẫn phần nội dung đều vô cùng đậm đà hương vị bún gánh gia truyền nhà cô. Không chỉ dừng lại ở đó, cô chủ còn thực hiện chính sách bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguồn nước sạch bằng cách đổ ngược nước khách uống vào lại trung bình và tiếp tục tái sử dụng cho vị khách may mắn tiếp theo. Bởi vì cô bán trước cửa bệnh viện lớn nên khách hàng và cô chủ chỉ một lần bước qua đời nhau nhưng vẫn làm nhau đau do tình trạng buôn bán vô cùng mất vệ sinh của chủ gánh bún. Mặc dù chần chừ rất lâu nhưng vì sức khỏe cộng đồng nên chủ nhân đoạn clip quyết định đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội, đồng thời cảnh báo mọi người nên cân nhắc thật kỹ nếu còn muốn ghé lại ủng hộ gánh bún của cô. Sự việc được cho là xảy ra ở trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, đường Quang Trung, thành phố Nha Trang. Tuy vậy, chỉ qua đoạn clip này sẽ rất khó khẳng định người phụ nữ bán hàng rong có phải đổ thức ăn thừa vào nồi nước lèo hay đổ tô thức ăn do múc dư, chưa qua sử dụng vào nồi, vì tô thức ăn để ở góc khuất trước khi đổ vào nồi. Liên quan đến vụ việc này, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hòa cho biết đã nắm được vụ việc và đang cử cán bộ kiểm tra để xác minh sự việc. Một số ý kiến từ cộng đồng mạng để lại: bảo sao mấy người ăn sau kêu chưa nêm nếm gì mà vẫn đậm đà gia vị, bị bắt lên phường rồi lại than nghèo kể khổ nhưng buôn bán thì vô cùng bất lương. Có khi nào xương khách ăn xong vứt ra, bà chủ lượm lại bỏ vô hầm nước lèo không ta? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.